tên á, làm như nó chết rồi phải. Mấy con ốc sên không biết còn sống hay không. Đây là nhà vệ sinh, nhà vệ sinh cũ rồi nhưng mà mùi nó rất là hôi, nó cũng hôi lắm. Phòng vệ sinh à, vệ sinh gì á không biết, vệ sinh can là cái gì ta chẳng biết. Lá cây rất là nhiều luôn. Đây là cái